chiều, 5 giờ chiều. Trên trục lộ đầu tay nói liền cảng biển Tây với cảng biển Đông, đó là cảng biển Gành Hào và cảng biển Sông Đốc của Cà Mau, cũng như các dự án hiện có của Cà Mau. Trục lộ này cũng góp phần vào phát triển kinh tế cũng như vào chiếu thẳng vào mặt nên đi cảm giác hơi khó chịu. Tuy nhiên thì con đường này